chó ra. Thì cũng quay về chủ đề chính, thì mọi người cũng đã biết thằng H2 này là động cơ super chẹt. Thì nó cũng phải gọi là sao ta, rất là nặng mà cũng rất là mạnh. Mà không là mọi người đón chờ xem là một nữ biker có thể thuần hóa được cái con quái vật này không nha. Thì Hân chạy ra khúc này rồi. Bây giờ Hân sẽ cho mọi người xem trước là 1m6 có ngồi được chiếc xe này hay không nha. Hân từ từ. Mọi người thấy không? Cũng dễ mà. Trời ơi, đâu có xe nào mà làm khó tôi được. Tôi chống tới nha mọi người, hai bên luôn nè, không nhó. Thì mọi người biết là Hân có 1m6 rồi à. Chiều cao thì nó hơi khiêm tốn xíu, nhưng mà cái chân thì nó dài hơn cái lưng á, mọi người thấy không? Cho nên là ngồi nó rất là dễ. So với những cái bạn mà cũng cùng 1m6 nhưng mà nhiều khi cái chân không có dài lắm á, ngồi khó hơn xíu. Thì đối với cái chìa khóa Kawasaki như thế này thì mọi người phải gật lên trên thì mọi người mới mở được nha. Những cái con này là chạy động cơ super chẹt cho nên là mọi người để máy xong mọi người để cho nó một chút xíu để nó chạy dầu ấy, rồi mới bắt đầu chạy. Thank you.
xem rồi đó. Nhưng mà về cái đường mà ở đây á thì nó hơi phải gọi là sao ta, nó đông quá cho nên là không có dịp mà trải nghiệm, không có thể mà chạy xa hay là chạy nhanh cho mọi người xem được. Thì chiếc xe này ở đây có bán bao nhiêu tiền nhỉ? 700 mấy chục triệu. Mà mọi người hỏi bên anh Minh nếu mà mọi người có nhu cầu mua chiếc này. Và còn nữa, nếu mà mọi người mua chiếc xe này thì mọi người sẽ được tặng thêm một cái phần combo là combo bảo hành nè, rồi sửa chữa máy móc các phí, các tất cả luôn, gọi là miễn phí, free hoàn toàn. Thì về cái phần mà trải nghiệm hồi nãy á thì em thấy là nó không có nóng máy như là bên con Ducati. Nếu mà do cái thời tiết như thế này luôn nha, mà hơn chạy cái con Ducati hồi trước ấy, thì hai cái cặp đùi của Hân nó nóng hổi luôn, cháy luôn. Còn về cái phần sức mạnh của chiếc xe này á thì mạnh rồi cờ lờ, giống như là Hân hồi nãy giờ Hân chỉ gà số 1 thôi, khi mà Hân nhích lên số 2 rồi thì giống nó cảm giác như thế nào ta, giống như nó muốn bóc đầu lên luôn vậy đó mọi người. Nó rất là mạnh, cho nên là nếu mà mọi người mua về mọi người chạy chậm chậm thôi, chưa có chạy rành ấy thì chạy chậm chậm rồi từ từ quen rồi hãy tăng tốc. Nhưng mà Hân nói trước với mọi người nha, nếu mà mua chiếc xe này về á là auto không có gợi, biết sao không? Yên solo này mấy má, con này là cái điểm khác biệt giữa cái con này với những con khác là yên solo nha. Yên solo có sẵn mà Hân thấy thì để yên solo cũng đúng, chứ nếu mà cái con này nó mạnh như vậy á, rồi để con bồ mà ngồi đằng sau lưng nè chạy một hồi cái quay lại là con bồ nó mất tiêu luôn má, là về vừa rớt con bồ mà vừa đó làm gì nữa. Nói chung là review như ủa lộn, trải nghiệm như vậy cũng đủ rồi thì Hân phải bây giờ chạy xe gấp thôi. Ông Minh cũng thấy một cái là bay đầu Hân luôn. Nếu mà mọi người có muốn mua xe thì liên hệ ông Minh nha, bye bye. Nếu mà mọi người còn nữa, mọi người có muốn, ai có muốn Hân quay chiếc xe nào á thì comment bên dưới, và đừng quên là nhấn nút like and share cho Hân nha. Cảm ơn mọi người.